Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2181, ai đã giết hổ cửu? Dương Lộc và Ngân Thiên đang đắm chìm trong niềm vui Đường Tuấn trở về, nghe Phương Vũ nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dương Lộc tiến lên, nói với Đường Tuấn, giết một tôn sư hổ, nhà họ Phương còn không có gì xảy ra. Nhưng Phương Vũ là người phát ngôn của nhà họ Phương trong giới kinh doanh, thật sự giết ông ta, chỉ sợ nhà họ Phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngân Thiên cũng khuyên ngủ, chủ nhân, vị nhà họ Phương kia đã trải qua cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, so với ba năm trước anh còn mạnh hơn. Phương Vũ lúc này cũng hơi bình tĩnh, tuy rằng vẫn là lé người ngã trên mặt đất, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngạo nghế. Nhà họ Phương của anh Trung Quy vẫn là gia đình cao quý, luận thực lực vượt xa đường Tuấn năm đó, có cái gì phải sợ hãi? Đường Tuấn, anh phải suy nghĩ rõ ràng, nhà họ Phương tôi bây giờ không còn như xưa nữa. Không ngại nói cho anh biết, mấy vị tu hành của nhà họ Phương tôi hôm nay đều ở câu lạc bộ Minh Nguyệt này, trong đó một người còn là em trai ruột của Đấng Chí Tôn. Phương Vũ lạnh lùng nói. Theo ý kiến của anh ta, chỉ cần đem danh tiếng cao quý chuyển ra, Đường Tuấn tự nhiên biết nhượng bộ, thậm chí xin lỗi anh ta. Audio điện tử võ tấn bền. Đường Tuấn kéo một cái ghế ngồi xuống, từ trên cao nhìn Phương Vũ nói, Đấng Chí Tôn rất giỏi sao? Nhà họ Phương rất giỏi sao? Phương Vũ nhe răng cười nói, cũng không phải quá tuyệt vời, nhưng so với đường thiên nhân năm đó lợi hại hơn một chút. Nếu anh không phiền, tôi có thể gọi điện mời cậu chủ nhà họ Phương tới đây, anh tự mình nói chuyện với anh ta. Đánh đi, đường nhiêu sảng khoái nói. Trong mắt Phương Vũ lộ ra thần sắc đắc ý, chỉ cần Phương Nguyên Minh đến, vậy cái mạng này của anh xem như được bảo toàn. Hơn nữa anh còn nghe được tin tức, dường như cao thủ thứ hai nhà họ Phương, Phương Đạo Tuyền cũng sẽ tới đến lúc đó người quỳ trên mặt đất sẽ không phải là anh. Phương Vũ nhanh chóng gọi điện thoại. Cậu chủ Phương nói bọn họ đang trên đường tới. Phương Vũ nói. Dương Lộc và Ngân Thiên vẻ mặt khẩn trương, Đường Tuấn nhìn thấy, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, một nhà họ Phương mà thôi, cho dù là vị trí tôn nhà họ Phương kia đích thân đến, cũng phải ngoan ngoán cúi đầu cho tôi. Dương Lộc cười khổ, anh đường của cô sợ là vừa mới trở về đi, không biết phân lượng hai chữ trí tôn. Muốn một vị trí tôn cúi đầu, vậy ít nhất phải có thực lực cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Lộc cộc lộc cộc, bên ngoài phòng nghị sự truyền đến một loạt tiếng bước chân. Phương Vũ đứng lên, vỗ vỗ bụi bám trên người, nghiêm túc nói, "Đường tiên sinh, thời đại này đã không còn thuộc về anh, anh cũng nên biết hơn đi." Nói xong, anh ta đi tới cửa, nghênh đón mấy thanh niên. "Cậu chủ Phương," Phương Vũ cung kính mở miệng với một người trong đó người nọ chính là Phương Nguyên Minh vội vàng chạy tới. chương 2182, Đường Thiên Nhân Đường Tuấn đứng dậy, hướng về phía cửa, đám thanh niên đi theo Phương Nguyên Minh đồng thời giật mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở chút nào. Phương Vũ lại không nhận ra loại dị thường này, cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Đường Tuấn, nói, vừa rồi không phải anh khinh thường nhà họ Phương tôi sao? Còn bây giờ thì sao? Bốp bốp, anh ta còn chưa dứt lời, hai cái bạt tai đã tát vào mặt anh phương vũ không thể tin được nhìn phương nguyên minh nói cậu chủ phương người đây là phương nguyên minh sắc mặt xanh mét đã từng thấy muốn chết chưa từng thấy qua tìm đường chết như này người trước mắt này là ai đây chính là sự tồn tại được chú ba của anh xưng là có thể địch lại đấng trí tôn nhìn về phía toàn bộ nhà họ phương chỉ sợ chỉ có anh trai của anh mới có thể địch nổi đường tuấn nhìn về phía phương nguyên minh nói anh muốn tôi cho anh một lời giải thích phương nguyên minh khom lưng cung kính nói không dám đường tuấn nói tôi giết anh ta anh có ý kiến gì không phương nguyên minh nói tiên sinh xin tha mạng phương vũ thấy thế nhất thời biết mình gây họa đường tuấn tuyệt đối là tồn tại anh không thể trêu vào anh ta phốc một tiếng trực tiếp quỳ xuống nói cậu chủ phương tha mạng đường tuấn vung tay lên phương vũ liền ngã trên mặt đất không có bất kỳ máu tươi nào chảy ra nhưng sức sống trong cơ thể đều bị chặt đứt mí mắt phương nguyên minh nháy lên anh cũng có thể phất tay đoạt mạng người nhưng nếu giống như đường tuấn anh tự nhận mình không thể làm được không hổ là trí tôn cấp cao thủ chỉ là người này rốt cuộc là ai tại sao phải đứng đầu tập đoàn thiên thanh phương nguyên minh trong lòng nghĩ vẻ sợ hãi trên mặt càng rõ ràng tôi là đường tuấn đường tuấn nói phương nguyên minh trong lòng lộp bộp một chút thất thanh nói đường thiên nhân năm đó đường tuấn đánh bại long vương trấn vu môn trước hang thần nông lấy tư thế cô đơn siêu sừng sững trên đỉnh núi hoa hạ được xưng là thiên nhân phương nguyên minh lúc ấy cũng là tâm hy vọng cho nên nghe được tên đường tuấn thì lập tức kêu lên những công tử khác cũng nhao nhao cúi đầu hô đường thiên nhân nhà họ phương nên làm như thế nào không cần tôi phải nói đi đường tuấn nói chương hai nghìn chú đã tu luyện gần 5 năm năm Phương nguyên Minh trầm mặc một hồi, nói chuyện này tôi không làm chủ được. Tôi muốn lập tức trở về nhà họ Phương hỏi ý kiến của anh trai tôi. Những người khác cũng gật đầu. Bất luận là thân phận Đường Tuấn hay là tu vi hiện giờ của anh, đều đủ khiến đấng chí tôn coi trọng. Nhà họ Phương trong một biệt viện, Phương Đạo Tuyền cùng một nam nhân trẻ tuổi ngồi thưởng trà, hương trà nhà nhàn nhạt tràn ngập. Phương Đạo Tuyền rằng là cao thủ thứ hai nhà họ Phương, nhưng ở trước mặt thanh niên này ông lại có vẻ có chút câu nệ, thậm chí sợ hãi. Bởi vì thanh niên này chính là nền tảng sự nổi lên của nhà họ Phương, Phương Nguyên Thái, một trong sáu đại trí tôn của Hoa Hạ. Phương Đạo Tuyền trong lòng có chút thấp thỏm, ông vừa mới nói với Phương Nguyên Thái chuyện gặp phải ở câu lạc bộ Minh Nguyệt, vốn tưởng rằng Phương Nguyên Thái sẽ khiếp sợ, ít nhất sẽ biểu hiện hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Nguyên Thái bình tĩnh như một hồ nước sâu. Rất lâu sau, Phương Nguyên Thái mới mở miệng nói, chú ba, chú có biết tu hành gian nan không? Phương Đạo Tuyền gật đầu, ông có thể đạt tới cảnh giới hiện giờ, ngoại trừ nguyên nhân địa cầu cùng với bản thân ông không ngừng khổ tu ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Phương Nguyên Thái vì ông cung cấp đủ các loại dược liệu cùng công pháp, tiết kiệm thời gian ông tích lũy. Phương Nguyên Minh lại lắc đầu, nói chú ba, chú không hiểu. Phương Đạo Tuyền giật mình, Phương Nguyên Minh tiếp tục mở miệng, nói, năm đó con nuốt vào dị quả, trải qua cửu tử nhất sinh mới tái tạo kinh mạch, có được điểm khởi đầu cao hơn rất nhiều người. Nhưng mặc dù như vậy, tu hành vẫn như cũ vô cùng gian nan, từ cảnh giới nguyên đan đến cảnh giới nguyên anh, con dùng thời gian gần 2 năm, sau đó dùng thời gian một năm mới đạt tới cảnh giới hiện giờ. Phương Đạo Tuyền không khỏi sinh lòng kính nể, ông quật khởi có công lao của Phương Nguyên Thái, nhưng Phương Nguyên Thái quật khởi lại hoàn toàn là dựa vào chính mình. Phương Đạo Tuyền nói, Nguyên Thái con là thiên tài chân chính. Phương Nguyên Minh nói, vâng, mọi người đều nói con là thiên tài con cũng cảm thấy thiên phú của mình rất tốt phương đạo tuyền trong lòng nghi hoặc ông không rõ phương nguyên thái vì sao lại nói những lời này phương nguyên thái kiêu ngạo nói thậm chí là một thiên tài như cháu cũng phải tốn một khoảng thời gian rất lâu mới có thể đạt được tu vi như bây giờ nhưng lúc này chú lại chạy đến nói với cháu rằng có một kẻ chỉ tùy tiện tu luyện thôi nhưng tu vi cũng có thể đạt tới cảnh giới cao nhất chú làm tôi thấy sự khổ luyện bao lâu nay của cháu chẳng phải quá vô tích sự rồi Phương Đạo Tuyền giật mình. chương 2184, anh hai nói vậy là có ý gì? Phương Minh Thái nói, vậy thì không phải thật rồi, sau này chú ba đừng kể cho cháu nghe mấy câu chuyện nực cười như vậy nữa. Phương Đạo Tuyền cúi đầu nói, chú hiểu rồi. Sau khi Phương Đạo Tuyền nghe xong phân tích của Phương Minh Thái, bây giờ khi nghĩ lại, anh ta thậm chí còn thấy thật nực cười. Anh hai, chú ba, đúng lúc này, Phương Nguyên Minh chạy đến với vẻ mặt lo lắng thật là bịp bợm, Phương Nguyên Minh, tu vi tâm cảnh của em tu luyện còn chưa đủ đâu đó. Phương Minh Thái cao mày hét lên. Phương Nguyên Minh cười nói, tu vi tâm cảnh của em tất nhiên không tốt bằng anh hai, nhưng lần này thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Anh hai, anh còn nhớ thiên tài họ đường mà chúng ta từng gặp vào 4 năm trước không? Phương Minh Thái nói, tất nhiên là anh nhớ rồi. Thật tiếc khi ấy hành tung của anh ta thoát ẩn thoát hiện, vì vậy anh không có dịp để chiến đấu với anh ấy anh ấy lại xuất hiện rồi." Phương Nguyên Minh nói. "Rắc." Chén trà trong tay Phương Nguyên Thái lập tức bị anh ta bóp nát, anh kinh ngạc nói, "Sao? Em vừa mới nói cái gì?" Phương Nguyên Minh nói, "Đường Tuấn đã xuất hiện trở lại." Anh ta nhìn Phương Đạo Tuyền và nói, "Đó là người lúc trước đã thi triển pháp thuật." "Hóa ra là anh ấy." Phương Đạo Tuyền ngạc nhiên nói, "Anh hai, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Dòng họ Phương của chúng ta đã chiếm rất nhiều cổ phần trong tập đoàn Thiên Thanh và ít nhất cũng 1 2 tỷ. Anh hai muốn trả lại cho anh ta sao?" Phương Nguyên Minh hỏi. "Trả, trả cái gì mà trả?" Phương Nguyên Thái Diễu cợt nói, "Cái gì đến tay dòng họ Phương thì tất cả đều là của dòng họ Phương gia của chúng ta. Ai dám đoạt lấy, ta sẽ chặt tay người đó." Anh hai nói vậy là có ý gì?" Phương Nguyên Minh hỏi. "Phương Nguyên Thái cho biết, trước hết hãy kéo dài một vài ngày." sắp đến ngày xếp hạng cao thủ trên bảng xếp hạng thiên tài rồi, anh không muốn vì chuyện này mà phân tâm. Sau khi bảng xếp hạng thiên tài được sắp xếp lại, tôi sẽ đứng ra để đối phó với thiên tài họ đường, xem thử anh ấy có phải bất khả chiến bại như lời đồn đại. chương 2185, Đồ Ngu Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tuấn cố nén giọng nói. Ngân Thiên nói, do phái vô môn và chứa chan đã giết họ. Nếu không phải Long Vương đứng ra chống đỡ, e rằng tôi cũng chết mất vẻ mặt của đường nghiêu vô cùng ảm đạp, anh nói, được. Tôi sẽ báo thù cho bọn họ. Ba năm trước, Vu Môn và Chứa Chan trốn trong sào huyệt cũ, được bảo vệ bởi sức mạnh của một thế giới nhỏ, anh không thể làm gì họ. Nhưng hiện tại đường Tuấn đã bước vào cảnh giới hóa thần, cái gọi là sức mạnh của tiểu thế giới cũng không thể gây trở ngại nhiều cho anh ta. Chủ nhân, đừng hấp tấp, anh vừa mới trở về còn chưa quen môi trường. Mặc dù vu môn và chứa chan không có cao thủ cấp bậc bảng xếp hạng thiên tài bảo vệ, thì ngay cả Long Vương cũng không dám hấp tấp tấn công Ngân Thiên thuyết phục. Đường Tuấn liếc mắt nói, cao thủ bảng xếp hạng thiên tài thì có là gì chứ? Anh ta liếc nhìn Ngân Thiên, tôi sẽ tạo ra một cao thủ trong bảng xếp hạng thiên tài cho anh xem. Khi nói, hắn lấy ra một viên linh dược, sau đó thi triển chân hỏa, dùng ngân châm làm chất dẫn. Linh dược trong nhẫn không gian của Đường Tuấn hầu như đều có cấp độ nguyên anh. Nếu Ngân Thiên không làm, anh ta sẽ phát nổ và chết. Tuy nhiên, có sự dẫn dắt của đường Tuấn, sức mạnh linh dược mạnh mẽ liên tục dung hợp vào nguyên đan của Ngân Thiên mà không có một chút bạo loạn. Tu vi Ngân Thiên đột nhiên tăng vọt, trong phút chốc đạt tới cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Ở khoảnh khắc tiếp theo, nguyên đan mở ra, và một nguyên anh đỉnh cao xuất hiện ở đan điền. Nguyên anh đội một chiếc hoàng kim tinh quan với tám ngôi sao đính trên đó. Bát tinh hoàng kim tinh quan. Đường Tuấn thầm nói một tiếng đáng tiếc, nếu dòng máu trong người của Ngân Thiên càng thuần khiết, có thể sẽ có cơ hội nghiệp tụ thành cửu tinh cuối cùng việc tu luyện ngân thiên đã dừng lại ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá tới một cảnh giới lớn khi đường tuấn thu tay lại ngân thiên đứng sướng sờ như thể anh ta bị mất trí nhớ nếu không phải có ma lực dâng trào trong cơ thể nguyên anh liên kết với tâm trí của anh ta hắn nhất định ngân thiên sẽ cho rằng anh ta đang nằm mơ ở cảnh giới nguyên anh trung kỳ Tu vi này ít nhất có thể xếp vào hàng 50 trong bảng xếp hạng thiên tài. Và trong tay của chủ nhân, một người có tu vi cảnh giới này lại được tạo ra trong một thời gian rất ngắn, thật ngầu lòi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 2186, Thầy Lâm nói như thế là có ý gì? Trong phá trại doanh, tất cả người quét dọn đều là bán bộ hóa thần. Ngân Thiên cong môi, vẻ mặt không tin nói, chủ nhân, anh lại nói dối tôi. Đường Tuấn không thèm nhiều lời với tên ngốc này. Sau khi giết Trì Hòa Vũ, anh ta thu thập một số loại quả tạp nham, sau đó chúng đã được tinh chế thành đan hóa thần. Nếu không phải tu vi của Ngân Thiên quá thấp, Đường Tuấn đã có thể giúp cho tu vi của gã ngốc nghếch này tiến vào bán bộ hóa thần. Dương Lộc cũng kinh ngạc đến mức sướng sờ, trong lòng cô vẫn rất khó chịu, nhưng hiện tại sự lo lắng đó đã hoàn toàn biến mất. Trong thoáng chốc đã có thể tạo ra một cao thủ ngang hàng với các cao thủ bảng xếp hạng thiên tài sức mạnh hiện tại của đường tuấn có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ấy đường tuấn dòng họ phương bây giờ vẫn không có động tĩnh gì dương lộc cau mày nói theo lý mà nói thì sau khi đường tuấn trở về dòng họ phương đáng lẽ ra phải có phản ứng rồi chứ nhưng cho đến khi tiệc chiêu đãi kết thúc dòng họ phương vẫn im lặng và không có bất cứ động tĩnh nào đường tuấn liếc mắt nói xem ra có người đã quên ta ngày hôm sau một tin tức được truyền ra từ dòng họ Phương, Đường Tuấn, người giỏi nhất ở Việt Nam hồi đó, đã xuất hiện trở lại. Đột nhiên, các đệ tử tu hành ở Việt Nam đều chấn động. Tin tức về sự trở lại của Đường Tuấn giống như thả một quả bom hạt nhân vào khu vực tu luyện của Việt Nam, tin tức đó đã lập tức gây xôn xao dư luận. Dù sao thì, trước sự thay đổi triệt để của thế giới, Đường Tuấn đã được công nhận là cao thủ số một của Việt Nam. Thiên nhân đã trở lại rồi, ta phải đi gặp các người. Trước đây tu vi của thiên nhân là cao nhất ở Việt Nam, bây giờ chắc chắn sẽ còn phi thường hơn trước nữa. Một số người lập tức vội vội vàng vàng chạy đến Hà Nội. Hầu hết những người này là những người thuộc thế hệ trẻ tuổi, bọn họ từ lâu đã xem đường tuấn như thần tượng mà họ hướng đến. Sau khi những thay đổi lớn trên thế giới, họ đã có thể tu luyện, nhưng họ vẫn ngưỡng mộ thực lực cao siêu của đường tuấn. Eo ôi cái bọn cuồng si mù quáng này, tất nhiên, nhiều người cũng chế nhạo điều này, họ rất khinh thường những kẻ ảo tưởng kia thậm chí có một đài truyền hình dành riêng cho chủ đề này. Chương 2187, không ngờ anh đã trở lại. Chương trình của chúng tôi bình luận về thiên tài của thế giới, còn bây giờ anh ấy không xứng đáng để tôi bình luận. Nếu các bạn thực sự muốn nghe tôi bình luận, tôi chỉ có một câu nói với anh chàng đã từng là thiên tài trước đây, hãy an phận thủ thường mà chăm chỉ luyện tập thêm đi. Nói xong, Lâm Hùng lập tức nhắm mắt lại, tỏ vẻ khinh thường. Lý Nhã Kỳ ngượng ngùng cười nói, anh đừng chắc hẳn là một anh hùng hào kiệt, có thể trong tương lai sẽ có cơ hội lọt vào top những người tài giỏi nhất thiên bảng thôi. Sau đó chúng ta sẽ bình luận sâu hơn về anh ta. Bụp. Trong hiệp hội y học cổ truyền, Lý Ngọc Mai tức giận tắt TV, điều khiển từ xa trong tay cô bị đập vỡ tan tành, tức giận nói, lão già này lại lừa gạt thiên hạ nữa rồi. Lâm Hoành Thiên là em họ của ông ta, ông ta nhất định đã biết chuyện anh xa thải Lâm Hoành Thiên ông ta cố tình lấy việc công trả thù riêng ông ta sử dụng dư luận để công kích anh đấy tôi sẽ giết ông ta một thanh niên đứng sau đường tuấn lạnh lùng nói giọng nói lạnh như kiếm vô cùng sắc bén lông mày của người thanh niên giống như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ kiếm trên nét mặt của cậu ta lộ ra vẻ kiên quyết người thanh niên này là đệ tử của đường tuấn hàn bảo long cậu ta vội vàng chạy đến ngay khi nghe tin đường tuấn đã trở về tu vi của cậu ta đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng thiên tài. Cậu ấy khác với Ngân Thiên, tu vi mà cậu ấy có được là nhờ vào sự mài công tu luyện từng ngày một mà thành. Ngoài anh ta, Mộ Dung Lan, Hoàng Phủ Ngọc và Hứa Tiểu Niếp cũng đến. Ngân Thiên giọng nói như bị bóp nghẹt, nghiêm nghị nói, lão già này, thật là đáng chết. Người như ông ta mà cũng dám bình luận chủ nhân như vậy sao? Không cần đi, Đường Tuấn ngồi trên sofa với vẻ mặt bình tĩnh, giống như anh ta không hề quan tâm đến chuyện này một chút nào cả. Ha, đột nhiên, kiếm khí Hàn Bảo Long bộc phát, cậu ta nhìn chằm chằm ra cửa nhà. Không ngờ anh đã trở lại, cùng lúc đó, trong nhà đột ngột vang lên một giọng nói. Chương 2188, giải quyết ma tộc hắc ám. Anh trở lại là tốt rồi, bây giờ địa cầu đã khôi phục rất nhiều. Môi trường tu luyện cũng không tệ hơn mấy lần so với ở ngoài hành tinh. Nếu như anh chăm chỉ luyện tập, sau này chắc chắn sẽ có tiến triển tốt." Long Vương Ôn Tồn nói, "Về phần ma tộc Hắc Ám, anh cũng không cần lo lắng, hiện giờ không còn ai sợ bọn họ." Đường Tuấn lắc đầu nói, "Các anh không đủ sức ngăn cản bọn họ đâu." Trong đội quân của ma tộc Hắc Ám, có những kẻ siêu việt như hóa thần, bán bộ hóa thần dưới trướng của bọn chúng cũng có không biết bao nhiêu tên. Về phần địa cầu, nếu dựa vào những thứ gọi là bảng xếp hạng thiên tài này chỉ cần trong nháy mắt đã bị bọn họ giết chết Long Vương cao mày nói anh mới vừa trở về hoàn toàn không biết địa cầu hôm nay đã mạnh mẽ như thế nào đâu Long Vương định muốn nói nhưng Đường Tuấn xua tay ngắt lời tôi không có hứng thú muốn biết Long Vương có chút tức giận nói vậy anh muốn biết cái gì Đường Tuấn nói giao bọn người của O hai Vu môn và chứa chan cho tôi Long Vương giật mình và nói, "Không thể được, ma tộc Hắc Ám sắp lộ diện, Vu Môn và Chứa Chan là lực lượng quan trọng chống lại ma tộc Hắc Ám. Đừng nghĩ rằng tôi không có quyền quyết định chuyện này, ngay cả khi tôi có thể quyết định, tôi cũng sẽ không đồng ý giao bọn họ cho anh đâu." "Lần này tôi trở về mục đích là để giải quyết ma tộc Hắc Ám, bọn họ không cần ra tay." Đường Tuấn nghiêm nghị nói. "Giải quyết ma tộc Hắc Ám?" Long Vương nhìn Đường Tuấn ngỡ ngàng nói, "Chỉ dựa vào một mình anh?" mà có thể giải quyết được ma tộc hắc ám sao? Có một chút mỉa mai trong giọng điệu của Long Vương. Đường Tuấn thản nhiên đáp, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, anh đừng để tâm về chuyện này nữa, giao bọn họ cho tôi. Chẳng bao lâu nữa, quân đội của phá trại doanh và các đạo sĩ trung nghị sẽ đến, Đường Tuấn không quan tâm lắm đến ma tộc hắc ám, họ không thể địch lại Đường Tuấn, đó là điều không có gì bàn cãi. Chương 2189, thật là có duyên. Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên nặng nề, những lời này của Long Vương va mạnh vào lòng mọi người. Không nghĩ đã lâu tới vậy rồi, ông vẫn không hiểu tôi. Đường Tuấn nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ, nói, "Long Vương, trình độ của ông cũng có tiến bộ không nhỏ, nhưng tầm nhìn vẫn còn quá thấp." Cao thủ danh bất hư truyền, trong mắt tôi cũng thường thôi. Hai ngày sau, hòn đảo nào đó ở biển Đông, một hòn đảo trên biển cả, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào việc sắp xếp lại tiên bảng lần này sẽ được tiến hành ở đây, do hai thế lực Ban Đê và Atha làm chủ. Thủ tục sắp xếp lại tiên bảng rất đơn giản, người thấp hạng sẽ khiên chiến với người cao hạng hơn, nếu như thành công thì có thể thay thế xếp hạng của đối phương trên tiên bảng. Vì ở gần với Hoa Hạ, cho nên rất nhiều tu hành giả của Hoa Hạ đến đây xem trận chiến, nhưng chỉ có cao thủ tiên bảng mới có thể có tư cách đi vào trung tâm hòn đảo. Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, những tu hành giả đến từ các quốc gia tập trung lại một chỗ, bàn luận về sự kiện sắp diễn ra. Lần này hoa hạ của tôi nhất định sẽ thẳng tiến vào top 10 trên tiên bảng, lấy lại danh tiếng. Lần trước Long Vương xếp thứ 11 tại tiên bảng, lần này có hy vọng rất lớn. Phương Nguyên Thái cũng không tệ, anh ta còn trẻ, tràn đầy khí lực, không chừng sẽ phát huy vượt xa người bình thường. Đường Thiên Nhân đã trở về, liệu anh ta có xuất hiện không? Trước kia anh ta mạnh cỡ nào, chắc bây giờ mạnh hơn nhiều rồi đấy. Thiên Nhân ư? Ông Lâm đã nói trước mặt mọi người là anh ta không xứng đáng với danh hiệu này rồi. Trong đám người đó, Đường Tuấn tiến đến trung tâm của hòn đảo, xung quanh đều nói chuyện về anh nhưng anh dường như không nghe thấy, giống như một vị khách qua đường. Mặc dù anh có không ít người nói về nhưng lại không có ai nhận ra cả. Rời khỏi trái đất 4 năm, khí chất của anh càng thêm trưởng thành, hơn nữa tu luyện càng nhiều, diện mạo của anh cũng thay đổi không ít, nếu như không phải người cực kỳ thân thiết thì căn bản cũng không nhận ra. Hoa Tiểu Niếp và Hàn Bảo Long đi cùng anh, nhưng lúc này đã đến trung tâm của hòn đảo trước một bước, chuẩn bị tham gia sắp xếp tiên bảng. Đường Tuấn không đề cao tu luyện của bọn họ ngay mà chỉ muốn xem thực lực của bọn họ đã tiến bộ đến đến đâu. Với ánh mắt và sức mạnh của Đường Tuấn, đương nhiên sẽ không đến để tranh xếp hạng trên tiên bảng. Anh đến đâu là để bảo vệ đường đi của Hoa Tiểu Niếp và Hàn Bảo Long, sợ hai người sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Này! Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo truyền đến từ sau lưng đường Tuấn. Một làn gió thơm ập tới, Chu Nhã Nhi xuất hiện ở trước đường Tuấn. Chu Nhã Nhi kinh ngạc nhìn đường Tuấn, nói chúng ta thật là có duyên, lại chạm mặt rồi. Đường Tuấn đáp, thật là có duyên. Anh nhìn biển cảm của Chu Nhã Nhi, nhíu mày nói cô không biết tôi sao. chương 2190, tốt nhất cô đừng gả cho Phương Nguyên Thái. Lão già cảnh giác nhìn chầm chầm vào đường Tuấn, nói, đại tiểu thư, cô có thân phận danh giá, phải cẩn thận với mấy con chó con mèo muốn nhân cơ hội để tiếp cận cô. Sắc mặt Chu Nhã Nhi trầm xuống, thế nhưng cô ta đã tận mắt thấy kỹ năng tu luyện của Đường Tuấn, ngay cả Phương Đạo Tuyền cũng đánh giá anh ta là kẻ thù tối cao, vậy nên có thể đoán được kỹ năng tu luyện của Đường Tuấn đến cỡ nào. Loại người này, nếu chọc giận anh ta, cho dù cô được lão già đây bảo vệ, mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng sức khỏe cũng không được tốt nữa. Thầm nghĩ vậy, Chu Nhã Nhi trầm giọng nói, "Hồng lão, anh ta chính là người mà chú ba của Phương gia đã nhắc tới." Hồng lão nghe vậy, sắc mặt thay đổi, quan sát Đường Tuấn thật kỹ, hỏi, "Phương đạo tuyền nói anh là kẻ địch tối cao sao?" "Tôi thấy chuyện đó không thể nào, có thể do mắt anh ta đã mờ. Nếu không thì chúng ta nói chuyện một chút." "Tôi không có hứng thú." Đường Tuấn vừa tiếp tục đi thẳng vừa nói, "Chu tiểu thư, bảo con chó già bên cạnh cô rằng không nên tùy tiện cắn người đi." lỡ như nó có cắn thứ gì mà không nên đụng vào, chu gia chắc hẳn sẽ khổ theo đấy. anh, giọng nói hạ xuống, sắc mặt hồng lão không nén được giận, hừ lạnh một tiếng, một khí chất kinh người toát ra từ trên người ông. đủ rồi hồng lão, tôi không đưa ông ra đây để đánh người ta. chu nhã nhi nhíu mày, nói anh ta nói đúng, ông nên nói thầm trong đầu thôi, nếu không thì chu gia cũng không giữ được ông lại đâu. hồng lão tức đến xanh mặt, toàn thân run rẩy oán hận nhìn theo bóng lưng của đường Tuấn, phải. Ông ta cũng không phải người của Chu Gia, chỉ là trưởng lão ở ngoài Chu Gia. Ông không dám tức giận với Chu Nhã Nhi, bởi vậy nên chút hết giận lên người đường Tuấn. Chu Nhã Nhi nhìn theo bóng lưng của đường Tuấn, khẽ nhíu mày, nói thầm, anh ta trông giống người đó quá. Mấy năm trước cô ta nhìn thấy ảnh chụp của đường Tuấn, mặc dù là lướt qua, nhưng không biết tại sao cô bỗng cảm thấy người đang ở ngay trước mắt mình có chút giống đường Tuấn, mình suy nghĩ hơi nhiều rồi lập tức chu nhã nhi lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này đi bây giờ đường tuấn chắc hẳn vẫn còn trốn ở hà nội không dám ra đây đâu hiểu ra chuyện này cô đi nhanh lên phía trước đuổi kịp đường tuấn hỏi anh muốn đi đâu đường tuấn chỉ vào trung tâm của hòn đảo nói bạn bè của tôi đang ở đó tôi muốn qua xem chút thần thức của anh đã bao trùm cả hòn đảo nhỏ từ lâu theo lý thuyết có thể ứng phó với bất kỳ biến động nào nhưng không hiểu sao anh lại hơi bất an. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2190.